Ơ, động đất à? Không phải, đấy là hai bố con bọn họ đang đóng gạch với nhau. Bộ phim ngày hôm nay Shizuka muốn giới thiệu với mọi người mang tên Tình Tận Tuyệt. Bộ phim nói về chuyện tình mập mờ của cô con gái và người bố dượng. Bọn họ đến với nhau vì tình cảm và sự rung động của bốn chân giường. Các bạn hãy tắm nước sôi bôi nước hoa nghiêng người ráo nước xem mình review bộ phim này nha. In Yang là một giảng viên đại học xinh đẹp giàu có, còn chồng cô là Chung Sa là một tay quần vợt tennis nổi tiếng nhưng ít người biết đến. Hai người có với nhau một cô con gái đáng yêu tên Nova. Đây đã có thể là một gia đình hạnh phúc với nhau, nhưng gần đây lại có nhiều vấn đề xảy ra. Vì Chung San giải nghệ chỉ nằm nhà ăn bám, mà In Yang thì đang trong giai đoạn thăng tiến nên cô rất bận bịu với công việc. Thời gian mà In Yang dành cho gia đình không nhiều, vậy nên Chung San luôn trong trạng thái say khướt rồi nghi ngờ vợ có bồ nhí bên ngoài nên thường hay hỏi dò. Khi ngôn từ bất lực cũng là lúc bạo lực lên ngôi, Chung San thi triển tuyệt kỹ võ công lên mặt vợ mình để xả nỗi nghi ngờ. Thậm chí trong lúc hăng máu, con gái vào can cũng bị đấm cho không chợt phát nào. Trên mặt In Yang thường xuyên xuất hiện những vết bầm, vậy nên mỗi khi bị chồng đánh cô phải đeo kính râm đi dạy học. In Yang chỉ có thể nhẫn nhịn vì sắp tới là thời gian cô có thể lên chức hiệu trưởng, cô không thể để gia đình cản bước chân mình. Và một ngày nọ, In Yang và Nova ngồi nói chuyện với nhau trong quán cà phê, In Yang nói với con rằng mình không ngoại tình. Nhưng đối với Nova thì mẹ có ngoại tình hay không chẳng có gì quan trọng là cô bé không thể chịu đựng gia đình bạo lực thế này nữa. Cô lấy ra hộp thuốc trong phòng của mẹ, Nova nói mình biết mẹ giấu thứ trong lọ thuốc là gì, cô chỉ mong nếu mẹ rời đi hãy đem theo cô. Không lâu sau đó kết quả chức hiệu trưởng đã có, vì In Yang thường xuyên mang vết bầm tím đến trường nên cô đã bị loại. Một hiệu trưởng của trường mà bị bạo hành thì không thể chấp nhận được. In Yang thất vọng tràn trề, về đến nhà lại bị Chung San thi triển võ công vào mồm. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, In Yang phát hiện chồng nằm bất tỉnh trên ghế sofa. Còn Nova thì nằm im ở ngay bên cạnh, cô lập tức đưa con bé đi viện để cấp cứu. Thì ra tối qua Nova khi về nhà, tưởng Chung San đánh chết mẹ rồi nên cô dùng thuốc độc để hại bố, sau đó Nova cũng uống thuốc ngủ để tự sát. Nova bây giờ bị cảnh sát xem là đối tượng giết người, để cứu con gái In Yang đã phơi bày sự thật là bố con bé là kẻ bạo lực, con bé chỉ đang tự bảo vệ bản thân thôi. Nhưng luật ở Hàn Quốc thì tự vệ khi bị bố đánh là không đủ để thoát tội, vậy nên In Yang đã khai gian rằng Nova bị bố đóng gạch trong thời gian dài, vì không chịu được nên con bé mới ra tay sát hại ông ta. Vậy là Nova đã được phán vô tội rồi được thả tự do. 3 năm sau In Yang đã lên được chức hiệu trưởng, còn Nova cũng trở thành thiếu nữ xinh đẹp căng tràn nhựa sống. Và một ngày nọ, hai mẹ con dừng xe tại tiệm đổ xăng thì tình cờ gặp được anh nhân viên đẹp trai. Người đàn ông trước mặt tên là Tống, dù đã 30 tuổi rồi nhưng vẫn chưa lập gia đình. Anh thật sự là một người đàn ông ấm áp khi thấy In Yang đã uống rượu còn lái xe, thế là anh chủ động làm tài xế cho hai mẹ con giúp hai người về nhà an toàn. Thấy anh Tống là người đàn ông biết chăm lo cho người khác, khi chia tay Nova đã chủ động xin số anh để làm mai mối giúp mẹ. Vài ngày sau đó, Nova hỏi mẹ đã gọi điện cho chú Tống ở cây xăng chưa. In Yang nói mình rất bận nên không có thời gian yêu đương và cô rất sợ yêu nhầm phải người đàn ông như Chung San một lần nữa. Nhưng tình cờ một lần đi đổ xăng, nhìn thấy vẻ đẹp trai của anh Tống ngay trước mắt, In Yang không nhịn nổi cơn nốn lừng mà nói mẹ sẽ theo đuổi người đàn ông kia. Bởi vì hành động của anh Tống lần trước chỉ nhỏ thôi, nhưng In Yang cảm nhận được anh là người sống tình cảm, là mẫu đàn ông của gia đình. Nhưng In Yang không thể ngờ được con gái mình ngay trong lần gặp đầu tiên cũng đã có cảm tình với anh Tống. Mặc dù ban đầu Nova đẩy thuyền cho mẹ với anh Tống, nhưng khi thấy cờ rút sắp làm bố dượng của mình thì Nova không thoải mái chút nào. Nhưng tối hôm đấy Nova nghĩ đi nghĩ lại, cô bé thấy mình không nên ích kỷ lấy đi hạnh phúc của mẹ. Cô đến trước cửa phòng của In Yang rồi ủng hộ mẹ hãy lấy anh Tống đi. Rất nhanh sau đó In Yang đã tán đổ được anh Tống rồi cả hai đến với nhau. Một cuộc sống mới được ươm mầm, anh Tống và In Yang mới cưới nên đóng gạch với nhau rất nhiều. Ở phòng bên cạnh Nova nghe được cảm thấy không dễ chịu chút nào. Không lâu sau đó, In Yang lại chìm sâu trong đống công việc như lúc cô còn yêu Chung San. Mà anh Tống rất biết thông cảm với vợ, anh âm thầm vun đắp hạnh phúc gia đình. Sự quan tâm của anh Tống lúc này đều dồn vào Nova. Hàng ngày anh Tống thường đưa Nova đi giải tỏa, anh Tống biết cô bé vẫn luôn bị ám ảnh chuyện quá khứ. Nhờ vào sự quan tâm của mình, Nova coi anh như một người bạn nên thường tâm sự với anh. Nova nói mình thường xuyên bỏ học vì cô rất ngại tới trường. Bởi vì ở trường các bạn thường nói cô là kẻ sát nhân máu lạnh đến cả bố ruột còn dám sát hại. Đêm hôm đó, In Yang nói với chồng về công việc cô làm lên như diều gặp gió, sắp tới cô còn bận hơn nữa. Anh Tống nhắc vợ về vết thương lòng của con gái, anh muốn cô phải quan tâm tới con bé và cả củ khoai của anh nữa, nhưng In Yang nghe xong vẫn dửng dưng như không. Những ngày sau đó, anh Tống và Nova càng trở nên thân thiết hơn, nếu không nói bọn họ là bố con thì người ngoài nhìn vào cứ tưởng bọn họ là tình nhân cơ đấy. Bởi vì từng ánh mắt lẫn cử chỉ bọn họ trao nhau đều có tình cảm ẩn sâu trong đó. Và một ngày, Nova cảm thấy không được khỏe, người đầu tiên cô bé nghĩ tới đó là bố dượng của mình. Trên xe cô nói với anh Tống rằng cô biết nốn lừng là gì rồi, cô đã biết yêu rồi nhưng đó là tình yêu cấm kỵ. Anh Tống biết Nova đang ám chỉ mình, anh chỉ giả vờ nói Nova đừng yêu linh tinh mà hãy tập trung vào việc học.
Về đến nhà, Nova sốt cao nằm trên sofa, cô mơ màng nói lảm nhảm mình biết yêu rồi, nhưng tình yêu này khó khăn quá. Đêm đó, In Yang hỏi anh Tống là Nova yêu ai, anh Tống nói vãi cả chó mèo, con của cô đẻ ra cô hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai. Tuy là trả lời như vậy nhưng anh Tống biết chắc chắn Nova đã yêu mình. Vì In Yang ngày càng bận, mối quan hệ giữa Nova và anh Tống càng trở nên thân thiết. Anh Tống luôn quan tâm tới những gì nhỏ bé nhất xung quanh Nova. Trong một lần lấy nhầm áo, Nova hít lấy hít để chiếc áo của anh Tống để cảm nhận được mùi hương cơ thể của anh. Buổi tối ngày nọ, Nova và mẹ đã xảy ra tranh cãi vì cô thấy mẹ vô tâm với bố dưỡng. Nova lúc này không trách người bố quá cố mà cô lại trách mẹ mình. Nova cho rằng vì sự bận bịu của mẹ nên mới gây ra đổ vỡ gia đình. Sau màn cãi nhau nảy lửa, In Yang đã tới xin lỗi con gái nhưng không ngờ Nova lại đòi ra ngoài ở riêng. In Yang tưởng con gái ghét mình nên nhất quyết không đồng ý. Hai mẹ con không những không làm lành mà cãi nhau càng lớn hơn. Chẳng còn cách nào khác, In Yang đành nhờ anh Tống khuyên bảo con gái giúp cô. Trước khi Nova rời đi, cô bé đã bày tỏ tình cảm của mình dành cho anh Tống. Đây mới chính là lý do Nova buộc phải rời đi, vì cô không chịu được cơn nốn lừng khi ở cạnh bố dưỡng. Khi Nova đã bày tỏ tình cảm của mình thì anh Tống cũng không thể giấu nổi cảm xúc. Anh Tống thật ra cũng yêu Nova từ lâu. Thế là anh Tống đóng gạch cho Nova chảy một đống giam thủy từ con hầu ước nhẹp của cô. Kể từ đó hai người đã không còn tình cảm cha con đơn thuần nữa. Anh Tống thật sự thấy khó xử và tự cảm thấy rất xấu hổ trước mặt vợ mình. Cảm giác tội lỗi của anh dâng lên nhưng cũng chỉ được một thời gian. Rồi anh và Nova hàng ngày đợi lúc In Yang đi làm, hai người lại lau cột đèn, quét lỗ rậu, đá trứng cút với nhau. Hai người làm nhiệt đến mức In Yang gọi đến mà cũng không biết. Cuối cùng In Yang cũng thông suốt, cứ giữ con gái bên mình chi bằng cho nó ra bên ngoài tự do có khi lại quên được quá khứ đau buồn. Vậy nên In Yang muốn con đi du học. Sự bao dung của mẹ khiến Nova cảm thấy có lỗi. Cô nói với mẹ hãy nhanh chóng sắp xếp càng sớm càng tốt. Nhưng có vài chuyện như cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải tòi ra. Trong một lần đi làm, In Yang để quên đồ nhưng không thể gọi được cho chồng và con gái. Cô quay xe về thì phát hiện cảnh tượng anh Tống đang đóng gạch với Nova. Khuôn mặt Nova thỏa mãn khiến In Yang tức đến ngất xỉu. In Yang tra hỏi anh Tống tại sao lại đối xử với mẹ con cô như thế. Anh Tống xấu hổ không dám hé răng nửa lời. Chỉ có Nova dám nói hết cho mẹ rằng cô và bố dưỡng đã yêu nhau. Từ lần đầu gặp mặt con đã yêu anh Tống mất rồi. In Yang thật không ngờ hai người mà cô yêu thương nhất lại đối xử với mình như thế. In Yang yêu cầu anh Tống chọn một trong hai người, thế nhưng anh Tống chọn phương án rời đi trong im lặng. Cuộc sống của In Yang và Nova lại rơi vào hỗn loạn. In Yang sợ con gái và chồng sẽ rời bỏ mình. Cô đã xuống nước gọi điện hỏi anh Tống lần đầu tiên gặp mặt, anh đã chú ý đến ai trước? Anh Tống trả lời là cô. In Yang nhận được câu trả lời thỏa mãn, cô quyết định tự sát để con gái và chồng đến được với nhau. 3 năm sau, Nova đã đỗ vào ngôi trường đại học mà cô muốn. Tại đây cô cũng quen một người bạn trai mới. Tình cảm của cô và anh Tống đã không còn như trước sau khi In Yang khuất núi. Bọn họ chỉ đơn giản là sống chung nhà, ngủ chung giường mà thôi. Bộ phim đến đây là kết thúc mất rồi. Nếu các bạn thấy hay xin hãy cho Siruka xin một like để ủng hộ chúng mình nhé. Bye bye!